Một vụ cháy nghiêm trọng đã xảy ra tại công ty bóng đèn phích nước rạng đông vào đêm qua và rạng sáng nay 29 tháng 8. Phải mất rất nhiều thời gian lực lượng phòng cháy mới khống chế được ngọn lửa. Hàng trăm cán bộ chiến sĩ đã trắng đêm dập lửa, sơ tán bảo vệ tính mạng tài sản của người dân và hạn chế tối đa thiệt hại. Đây cũng là một vụ cháy lớn mà cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã phải huy động tới 35 xe cứu hỏa để dập tắt đám cháy. Sáng ngày 29 tháng 8, tàn lửa tại đám cháy vẫn tiếp tục âm ỉ. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy vẫn đang triển khai lực lượng để dập tàn và phun nước làm mát. Theo cảnh sát phòng cháy chữa cháy Hà Nội, đám cháy đã thiêu rụi toàn bộ tài sản và làm sập hệ thống nhà xưởng rộng trên 2.000 m2. Hàng trăm hộ dân sống ở trên đường Hạ Đình và ngõ 342 đường Khương Đình, giáp nhà máy bóng đèn phích nước rạng đông bị ảnh hưởng. Nhiều người phải di tản đến nay chưa được về nhà. Mặc dù đám cháy lớn trên diện rộng, nhưng Công an Hà Nội đã huy động hàng trăm cán bộ chiến sĩ trắng đêm khống chế, không để đám cháy lan sang các khu vực xung quanh. Đến thời điểm này, lực lượng công an chưa phát hiện ra có người thiệt mạng trong đám cháy. Hiện Công an Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với cơ quan, đơn vị chức năng trên địa bàn điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy. Bên cạnh đó, quận Thanh Xuân Hà Nội cũng tiếp tục hỗ trợ các hộ dân liền kề đám cháy di chuyển tài sản về nơi ở để được ổn định cuộc sống. Tập trung rà soát các kho, nhà xưởng trên địa bàn để có biện pháp phòng ngừa cháy nổ.